Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Tôi nhận được rất nhiều những cái yêu cầu theo kiểu là hãy so sánh chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản G và chiếc Peugeot 2008 phiên bản Active đi, cùng có mức giá là khoảng 720-730 triệu đồng. Cá nhân tôi thì thấy rằng là hai mẫu xe này để so sánh với nhau thì nó bị quá là khập khiễng, bởi vì là ngoài việc cùng mức giá ra thì nó rất là khác. Ngay từ cái thương hiệu Peugeot và thương hiệu Toyota, cái cách định vị chiếc xe, định vị sản phẩm, định vị khách hàng nó đã rất là khác nhau rồi. Nhưng không sao cả, tôi vẫn giữ một cái quan điểm đó là đã cùng tầm tiền với nhau thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ có những cái so sánh, có những cái để phân vân. Chính vì vậy trong video ngày hôm nay tôi sẽ mang tới cho anh em những cái đối chiếu chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản G và chiếc Peugeot 2008 phiên bản Active. Đầu tiên là về kích thước của hai mẫu xe này thì anh em có thể nhìn thấy đang hiển thị ở trên màn hình ngay lúc này. Do Corolla Cross là một chiếc xe nằm ở phân khúc B cộng, nhỉnh hơn hạng B, nên là chiếc xe này sẽ có cái phần kích thước nhỉnh hơn khá là đáng kể so với 2008. Cả hai chiếc xe thì đều có cái ngôn ngữ thiết kế, nhưng mà Corolla Cross là một chiếc xe hướng tới cái sự trung tính, sự hợp mắt với nhiều người và ưu tiên cho cái độ thực dụng bằng nhiều những cái đường nét vuốt thẳng. Còn chiếc 2008 là một chiếc xe có cái thiết kế nó thiên về cái cá tính, nó rất là mạnh mẽ, nhiều đường vuốt cong, rồi là nhiều những cái đường cắt xẻ để ưu tiên cho cái thiết kế nó được ấn tượng hơn. Nên về cơ bản đó, nó rất khác nhau ngay từ cái cách thiết kế và nhìn từ ở phía bên ngoài thôi. Hay một cái câu chuyện như thế này, đó là tôi có quan sát ấy, là những người mà mua Corolla Cross ấy, thường là chiếc xe đầu tiên trong nhà họ. Còn những người mà mua 2008 thì thường đó là chiếc xe thứ hai, khi mà họ đã có một chiếc xe khác để phục vụ cho gia đình rồi. Đó. Nói đến đây thì tôi cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể khép lại cái phép so sánh này và không cần phải nói thêm nữa. Tuy nhiên nếu anh em vẫn chưa thấy thỏa mãn thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào đếm trang bị đi, để xem là với cùng mức giá khoảng 730 triệu đồng thì đâu là một chiếc xe mà có những cái trang bị để phục vụ tốt hơn cho cái việc trải nghiệm sử dụng xe và lái xe của anh em. Peugeot 2008 thì đã được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng là LED rồi. Tuy là cái cách làm nó không được đẹp như là chiếc phiên bản cao hơn là phiên bản GT Line, nhưng cũng đã có ánh sáng màu trắng. Còn chiếc Corolla Cross này thì vẫn sử dụng là hệ thống đèn halogen thôi. Rồi cả hai chiếc xe cùng có phần mâm kích thước là 17 inch, nhưng Peugeot 2008 sẽ có một cái thiết kế nó chỉn chu, nó ấn tượng hơn. Một chút về cái cảm biến nữa thì 2008 cái bản Active đấy chỉ có cảm biến sau thôi, thì chưa có thêm cả cảm biến trước giống như trên Corolla Cross. Tổng thể ở phía bên ngoài thì tôi sẽ dành cái thước đo nó nghiêng về 2008. Một phần là cái thiết kế nó ấn tượng, nó chỉn chu hơn, và một phần nữa là cái trang bị để phục vụ cho cái thẩm mỹ, rồi là phục vụ cho cái công năng chiếu sáng của đèn chẳng hạn, thì nó sẽ nhỉnh hơn Corolla Cross bản G một chút. Như trong video lần trước tôi đã nói rằng là Corolla Cross là một chiếc xe đã có cái thiết kế khoang nội thất đạt được tới cái phạm trù về công thái học rồi. Tuy nhiên thì trên 2008 nó là iCockpit, là một cái gì đó nó rất là khác biệt so với cái cách làm khoang nội thất của Toyota với chiếc Corolla Cross này. Và cái sự khác biệt đó thì nó sẽ mang tới những cái trải nghiệm về cái vị trí ngồi, về những cái cảm xúc nó cũng rất là khác. Những cái đó thì rất là khó để nói theo một cách định lượng. Tuy nhiên với cái cách làm như vậy thì chúng ta sẽ có một cái khoang nội thất của 2008 nó sẽ hạn chế hơn rất nhiều về mặt không gian so với Corolla Cross. Đã nhỏ hơn cái kích thước về mặt thông số rồi, và cái cách làm như vậy thì càng làm cho cái khoang nội thất của 2008, nếu mà xét về độ rộng, độ thoải mái so với Corolla Cross thì dường như là không có cửa. Corolla Cross ăn đứt về cái yếu tố rộng rãi. Một số những cái trang bị khác nữa thì 2008 chưa có phần điều hòa tự động giống như trên Corolla Cross, mà mới chỉ sử dụng điều hòa cơ thôi. Hay là 2008 thì cũng chưa có gương chiếu hậu chống chói tự động chẳng hạn. Đó, mỗi thứ một tí thì về tổng thể là một chiếc xe để phục vụ một cách toàn diện hơn thì tôi sẽ nghiêng cái cán cân đó về Corolla Cross. Về độ hoàn thiện, về chất lượng của chất liệu thì tôi đánh giá là hai chiếc xe này ở mức độ là ngang với nhau, và cá nhân tôi thì vẫn kỳ vọng là nó sẽ có cái cách làm nó được chỉn chu hơn một chút nữa thì sẽ thích hơn. Với chiếc 2008 phiên bản Active thì ở phía trước mặt người lái là một cái dạng đồng hồ màn hình cơ bình thường, chứ chưa phải là cái màn hình 3D theo kiểu rất là bắt mắt giống như trên phiên bản GT Line. Corolla Cross thì cũng là đồng hồ cơ thôi, nhìn cũng bình thường, không có gì quá là đặc sắc cả. Phần màn hình giải trí trung tâm của cả hai xe thì đều có kích thước là 7 inch. Tuy nhiên thì 7 inch ở trên 2008 nó là phần màn hình giống như bản cao rồi, và nó tràn hết viền theo cái mặt dưỡng. Còn Corolla Cross bản G này, nếu mà nguyên gốc của nó là màn hình 7 inch thì nó sẽ nhỏ hơn 1 inch so với
những cái phiên bản cao thì sẽ bị thừa ra khá nhiều những cái chi tiết của cái mặt dưỡng. Peugeot 2008 thì có phanh tay điện tử, còn Colacross thì vẫn là phanh tay cơ nhưng mà lại được đặt ở phía dưới chân bên trái, thì nó cũng không bị thô, tạo cái cảm giác thô cho cái khoang nội thất. Colacross thì đã có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Peugeot 2008 chưa có cái chi tiết này và còn chật trội hơn nữa. Đó, càng so sánh thì để chúng ta càng thấy rằng là cái định vị của hai chiếc xe này rất là khác nhau. Nên là cái sự phân vân giữa hai mẫu xe này tôi nghĩ rằng là nó cũng rất dễ để có thể trả lời. Hãy đặt câu hỏi xem là thực sự là anh em đang mua một chiếc xe để phục vụ cho điều gì, thì anh em sẽ tìm được cái câu trả lời cho mình một cách nó hợp lý nhất. Colacross sử dụng động cơ 1.8 hút khí tự nhiên, còn Peugeot 2008 là động cơ 1.0 PureTech, tức là một phần động cơ turbo của hãng xe Pháp. Thì cái cách làm động cơ, cái setup vô lăng rồi hệ thống treo, hệ thống khung gầm cũng mang tới hai cái trải nghiệm rất là khác nhau. Nếu mà anh em ưu tiên êm ái phục vụ cho gia đình, đặc biệt là một phần động cơ rất là êm của Colacross như tôi đã nói video trước rồi, thì anh em hãy chọn chiếc xe này. Còn nếu anh em là một người trẻ thích có những cái trải nghiệm lái nó vui vẻ, nó thú vị một chút, nó hơi mang tính chất sốc nổi và hơi ngông của tuổi trẻ, thì 2008 cũng là một chiếc xe rất là đáng để thử. Dù phần động cơ chỉ là động cơ 1.0 thôi, nhưng mà cái thực tế về sức mạnh nó cũng mang tới những cái trải nghiệm mà có cái độ bốc, có cái độ khỏe nhất định. Cả 2008 bản Active và Colacross bản G thì đều là những chiếc xe gọi là thấp nhất, rẻ tiền nhất của hai cái dòng xe này tại Việt Nam, nên là sẽ bị thiếu đi cái tính năng an toàn nâng cao. Ở 2008 cũng vậy, và ở Colacross là cái gói an toàn Toyota Safety Sense. Một cái chi tiết nữa mà chúng ta cũng cần phải đem ra so sánh giữa hai cái mẫu xe này, đó chính là cái độ phổ cập của thương hiệu. Dù Peugeot không phải là một thương hiệu quá là phổ biến, quá là nhiều người sử dụng xe của hãng này, nhưng lại được phân phối bởi một nhà phân phối rất phổ biến ở Việt Nam, đó là Thaco. Còn Toyota về cái độ phổ biến thì khỏi cần phải nói rồi. Nếu xét về cái độ mạnh của thương hiệu Toyota hay Peugeot ở Việt Nam, về cái dễ dàng trong tiếp cận sửa chữa, về cái cộng đồng người đi xe, thì chắc chắn là Colacross sẽ nhỉnh hơn 2008. Nói tới đây thì tôi lại nhắc lại một cái mà tôi đã nói ở ngay phần đầu của video rồi. Anh em hãy đặt ra câu hỏi là thực sự anh em cần gì. Nếu đây là chiếc xe duy nhất trong gia đình của anh em và cần một chiếc xe để phục vụ cho gia đình, để đa dụng, để thoải mái, để rộng rãi hơn, thì lựa chọn Toyota Colacross. Còn nếu anh em muốn trải nghiệm một cái cảm giác gì đó, nó là thanh niên, nó là khác biệt, anh em là những người trẻ 9X, muốn đi một chiếc xe ra ngoài đường mà có nhiều người nhìn ngắm phải chú ý tới, thì 2008 là một lựa chọn mà theo tôi cũng vô cùng thú vị. Cá nhân tôi đặc biệt ấn tượng với cái thiết kế ngoại thất của 2008. Thực sự nhìn ở ngoài đường nó thu hút, rất là thu hút ánh nhìn. Đâu là lựa chọn của anh em? Anh em thích hay là chưa thích điểm gì hai mẫu xe này, hãy comment ở phía dưới cho tôi biết. Đừng quên like, share, subscribe, bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Bến Xe. Xin chào và hẹn gặp lại.